cho các bạn, sẽ là sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm mới của ASUS. Đây là sản phẩm game chuyên dụng của hãng ASUS G. Dòng model này là G75V. Để giới thiệu tổng quan về cái thùng máy. Máy game chuyên dụng nên là cái thùng khá to và nặng. Mình ước tính nó hơn 6kg là tổng thể cái vỏ, còn trọng lượng máy tầm 4kg. Và adapter của nó thì gần 5kg, hơn 4kg cả máy và adapter. Đây giới thiệu sơ qua cái thùng đây, cái mặt trước của nó gồm tem niêm phong của hãng, của nhà sản xuất, và máy mới, đảm bảo máy mới tiêu chuẩn 100%, chưa qua sử dụng lần nào cả. Tổng thể phía trước của máy và cái gói của hãng của ASUS giới thiệu các dịch vụ đi kèm ấy, bảo hành máy có thể nâng cấp lên, gói đặc biệt là gói dịch vụ 24/7. Các bạn có thể tìm hiểu thêm như thế nào tiếp với các bạn của mặt kế bên này thì có các tem chứng nhận gồm mã vạch, điều khoản bảo hành và đặc biệt là có số serial number, lot number. Thì cái số hai cái tên số này rất là quan trọng để các bạn kiểm tra, tự mình kiểm tra có phải là máy của mình máy mới hoặc hàng được không biết, và cách cho mình kiểm tra cái số này phải khớp, nhưng máy mới nó khớp từ ngoài thùng tay máy của BIOS, và mình có thể lên phần sai của nhà sản xuất để mình kiểm tra, hoặc là tới trung tâm màn hình của hãng để mình kiểm tra cái sản phẩm của mình. Trên thì có thêm một cái tem là Invista chứng nhận thân thiện với môi trường. Mặt sau của máy cũng rất là đơn giản, có một logo thân thuộc của nhà máy sơn đây. Đây máy này được sử dụng phần cứng của Intel. Đây mặt kế bên đây cho các bạn là thông số đầy đủ về cái máy của này. Model ngắn gọn là G75V, và cái tên đầy đủ của nó là G75VW. Máy này là game chuyên dụng, đang sử dụng màn hình khá là lớn, 17.3 inch Full HD LED tích hợp với USB 3.0. Mình thấy cái thùng này có 3G này, TV, nhưng mình được biết là cái card HD TV này là được sử dụng phổ biến bên nước ngoài, thì các bạn có thể xem TV ngay trên cái laptop của mình, tất nhiên là phải đăng ký cái dịch vụ với nhà cung cấp. Máy được trang bị ổ double layer 8x, được sử dụng cặp màn hình rời là 2G 660m, bên của chú này là 8 cell, CPU là sử dụng con chip mới nhất bây giờ của Intel là Sandbridge 3610QM 4x8 luồng. Nếu mà các bạn đi có thể chọn con chip cao hơn nữa là 3720. Và ổ cứng của máy được trang bị là 700MHz tốc độ là 7200 vòng. Với những cái dòng màn hình to cho game chuyên dụng thường là được trang bị hai ổ cứng, và máy này cũng vậy. Các bạn có thể nâng cấp cái dung lượng ổ cứng lên hoặc là gắn thêm ổ SSD cho máy chạy nhanh hơn so với cái cấu hình ổ cứng 750GB. RAM được trang bị trên cái chú này là 16GB, có thể nâng cấp tối đa lên 32GB RAM và sử dụng pin bản quyền premium 64bit. Chuẩn Wi-Fi tích hợp là 802.11bgn với Bluetooth 4.0. Máy được bảo hành 1 năm toàn cầu của hãng. Chuẩn keyboard là US. Số TN, hay tên model máy. Máy này được sản xuất tại Trung Quốc, Made in China và xuất sang thị trường Mỹ. Đây thì giới thiệu sơ qua cái thùng của máy. Mặt dưới, mặt kế bên. Sẽ lắp cho các bạn. Sao?